Theo như tờ báo tại Anh đưa tin, Arsenal đang bày tỏ sự quan tâm của mình đến hậu vệ Tranh Trippier của Atletico Madrid. Họ sẵn sàng đưa Bellerin vào trong thỏa thuận chuyển nhượng nếu câu lạc bộ Tây Ban Nha đòi hỏi mức giá quá cao. Man United là đội bóng đã theo đuổi hậu vệ cánh này từ lâu, nhưng họ chỉ chấp nhận mức giá 20 triệu bảng cho Trippier, trong khi phía Atletico yêu cầu 34 triệu bảng. Các báo cáo cũng tiết lộ rằng Trippier cũng muốn quay trở lại Anh thi đấu, dù cầu thủ này vừa trải qua một giải thành công cùng Atletico Madrid. Theo The Sun, Arsenal đã nói chuyện với Atletico về sự quan tâm của mình với Trippier và hiện đang chuẩn bị một lời đề nghị. Phía đội bóng Thanh Madrid cũng đang quan tâm tới Lacazette, vậy nên pháo thủ có thể dựa vào điều đó để thúc đẩy thương vụ trao đổi cầu thủ này. Theo kênh Casey Grace của trang Gozalogo, Arsenal được cho đang thảo luận với Wolverhampton về một thỏa thuận cho cầu thủ người Bologna Ruben Neves, người cũng là mục tiêu chuyển nhượng của Manchester United. Cầu thủ sinh năm 97 vẫn còn 3 năm trong hợp đồng với đội chủ sân Mourinho's. Tuy nhiên, các báo cáo cho rằng anh có thể sẽ ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này và các đội bóng từ Premier League đang theo dõi tình hình của Neves. Nguồn tin trên cũng cho biết Arsenal hiện đã chính thức đàm phán với Wolves và hy vọng sẽ hoàn tất thỏa thuận một hợp đồng có thời hạn 5 năm với Ruben Neves trước khi mùa giải 2021-2022 bắt đầu. Nhà báo Fabrizio Romano mới đây đã trả lời không cho một câu hỏi trên Twitter cá nhân của mình về việc liệu Lautaro Martinez có thể tới Arsenal hay không. Một câu trả lời vô cùng ngắn gọn nhưng mang sức sát thương cực lớn đối với người hâm mộ pháo thủ. Theo tờ Sport Witness, Arsenal đã ra mức giá 20 triệu euro, tương đương với 17 triệu bảng cho tiền đạo của Lazio, Joaquin Correa. Pháo thủ đã được liên kết với cầu thủ người Argentina trong suốt mùa hè, và nguồn tin trên cũng tuyên bố rằng họ đã tăng cường sự quan tâm của mình với một đề nghị chính thức. Tuy nhiên, báo cáo này cũng nói rằng Lazio đã từ chối con số 20 triệu euro kể trên vì họ định giá cầu thủ 26 tuổi và khoảng 30 triệu euro, tương đương với 25,5 triệu bảng. Theo Tuto Sport, Arsenal đang thắp lại hy vọng trong việc theo đuổi tiền đạo Tammy Abraham của Chelsea sau khi Atalanta tuyên bố rằng không đủ khả năng trả lương cho cầu thủ người Anh. Tiền đạo 23 tuổi được cho là mục tiêu quan tâm của đội bóng Serie A vì họ sẽ cần một trung phong mới nếu Inter Milan có được tiền đạo Duvan Zapata, người mà Nerazzurri đã xác định thay thế cho Romelu Lukaku, người đã chính thức trở lại Chelsea từ mùa giải tới. Tuy nhiên, báo cáo trên tuyên bố rằng Abraham có thể sẽ không gia nhập Atalanta. Điều này khiến pháo thủ hy vọng rằng họ vẫn có thể đưa cầu thủ người Anh đến Emirates nếu Alexander Lacazette ra đi trong tháng này. Theo nhà báo Fabrizio Romano, hội đồng quản trị Atalanta dự kiến sẽ có cuộc họp tại London với Chelsea trong 48 giờ tới để đàm phán về Tammy Abraham. Mức giá chuyển nhượng sẽ rơi vào khoảng 40 triệu euro. Arsenal và West Ham cũng quan tâm đến tiền đạo này. Tuy nhiên, Atalanta sẽ chỉ ra giá mua cầu thủ người Anh nếu Inter Milan quyết định chiêu mộ Duvan Zapata để thay thế Lukaku. Nguồn tin từ Gianluca Di Marzio mới đây đã tuyên bố rằng Arsenal đã gia nhập với Tottenham Hotspur trong cuộc đua giành chiếc ghế tiền đạo Dusan Vlahovic của Fiorentina. Cầu thủ người Serbia đã có một mùa giải 2020-2021 ấn tượng cho La Viola, ghi được 21 bàn thắng sau 37 trận ra sân tại Serie A. Anh đã được chào mời để chuyển tới một câu lạc bộ lớn vào mùa hè này, nhưng chắc chắn Fiorentina sẽ không bán anh với một cái giá dễ chịu. Tottenham đã được liên hệ với anh ấy đầu tiên. Tuy nhiên, một thỏa thuận tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc Harry Kane có rời câu lạc bộ hay không. Do đó, Arsenal đang là cái tên có thể dẫn đầu trong việc chiêu mộ cầu thủ 21 tuổi này. Người đại diện của Vlahovic dự kiến sẽ gặp đại diện của Fiorentina để thảo luận về khả năng ra đi của thân chủ của mình vào mùa hè. Câu lạc bộ nước Ý dự kiến sẽ đòi hỏi khoảng 60 triệu euro cho tiền đạo người Serbia này. Vlahovic có khả năng không chiến mạnh mẽ với chiều cao lên tới 1m9 và anh ấy là một mẫu trung phong truyền thống. Cầu thủ sinh năm 2000 này thích mắc màn ở trong vòng cấm hơn là di chuyển tạo khoảng trống cho các đồng đội. Khả năng dứt điểm tốt bằng chân cũng là một điểm cộng của Vlahovic. Theo tin độc quyền từ nhà báo Chris Whaley, dù chưa đạt được thỏa thuận nhưng Newcastle vẫn tự tin rằng họ sẽ sớm ký hợp đồng với Joe Willock. Yêu cầu của Arsenal nếu thương vụ này xảy ra là một thỏa thuận trả trước bằng tiền mặt, trong khi một khoản vay kèm theo điều khoản mua đất cũng sẽ được cân nhắc. Oliver Stedbrook muốn hoàn tất thương vụ này trước trận mở màn Premier League của Newcastle với West Ham vào chủ nhật tới. Tôi thực sự rất hy vọng chúng tôi có thể ký hợp đồng với ai đó vào tuần tới. Chúng tôi vẫn hy vọng có thể đạt được mục tiêu chính của mình. Tôi sẽ cố gắng hết sức để biến điều đó thành hiện thực. Bên cạnh đó, cũng theo nguồn tin từ Romano, tiền vệ Granit Xhaka sẽ ở lại Arsenal và ký vào một bản hợp đồng mới trong thời gian ngắn tới. Theo nguồn tin từ Football London, Arsenal đang quan tâm đến tương lai của hậu vệ Abu Diallo thuộc biên chế Paris Saint-Germain. Pháo thủ Thánh London từng có ý định chiêu mộ cầu thủ người Pháp gốc Senegal vào năm 2017 trước khi anh gia nhập Metz 05. Cảm ơn các bạn đã đón xem bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa tôi xin thay mặt ekip sản xuất cảm ơn các bạn vẫn luôn ở đây để chúng ta có thể đồng hành cùng nhau. Nút like và biểu tượng đăng ký kênh luôn hiển thị phía bên dưới. Một cú chạm nhẹ sẽ giúp video được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Đừng quên chúng ta có hẹn với nhau vào mỗi 6 giờ sáng hàng ngày trên kênh YouTube The Gunners. Chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.